Hi, xin chào các bạn. Ở đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Mercedes-Benz G63 là một cái chiếc xe mà có thể nói rất là đặc biệt. Và chiếc xe này rất là nhiều những cái người nổi tiếng rất là thích luôn các bạn. Đó, thì với chiếc xe G63 này, thật ra trên thế giới nó có rất là nhiều những phiên bản, nhưng mà với cái phiên bản hiện tại bây giờ Duy đang để các bạn, đây là một cái phiên bản dành cho thị trường Nga ha. Nhưng mà với thị trường Nga hiện tại bây giờ các bạn, thì với xe G63 này á, thì không nhập về Nga nữa và sẽ được phân phối khắp nơi trên thế giới, và Việt Nam mình thì cũng được vài xe ha. Đó, và với cái xe G63 với một cái màu rất là đặc biệt bạn, đây là màu Black Night Magnol, hay gọi là màu đen mờ các bạn ha. Đó, thì khi mà các bạn nhìn vào một cái màu đen này các bạn, thì các bạn nhìn thấy cái chiếc xe G63 của chúng ta nhìn nó rất là ngầu ha, rất là giống như một con báo đen á, rất là kịch cộm luôn. Đó, và chiếc xe này nó còn ngầu hơn nữa là bởi vì chiếc xe này còn được trang bị thêm một cái gói Night Package 2. Đó, thì cái gói Night Package 2 các bạn sẽ thấy là cái logo nè, nó là màu đen luôn nè, các bạn thấy không? Đó, đèn xe của chúng ta nó cũng là một cái màu, nó gọi là màu smoke hay còn gọi là màu satin black các bạn. Nó nhìn nó giống như là màu khói ha, và đèn xi nhan của chúng ta cũng là như vậy. Đó, và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là những cái chữ được gắn trên xe cũng là màu đen bóng luôn nè. Các bạn thấy không? Khi mà nhìn cái chiếc xe này từ ở bên ngoài các bạn, thì các bạn thấy nó rất là khác so với những cái chiếc xe một phiên bản bình thường. Đó. Và dĩ nhiên các bạn, cái G63 phiên bản Nga này hay là những cái phiên bản mà bình thường khác bạn, thì các bạn cũng sẽ thấy là nó có cái bộ mâm màu đen mờ của AMG như thế này. Đó, thì với cái bộ mâm này thì bên Duy sẽ đặt là tiêu chuẩn các bạn, tiêu chuẩn cho cái dòng xe G63 các bạn, có nghĩa là các bạn không phải trả thêm tiền cho cái phần bộ mâm này ha. Tiếp theo nữa thì Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau nè. Đây, các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái chi tiết màu đen trên cái chiếc xe này ha. Ở đây có chữ AMG màu đen nè. Đó, đèn xe chỗ này các bạn cũng thấy nó có một cái màu đậm hơn so với lại cái phiên bản bình thường luôn ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là cái bánh xe dự phòng nè, nó có một cái, đối với phiên bản bình thường thì các bạn sẽ thấy chỗ này nó giống như là bằng chrome hoặc là bằng inox trắng ha. Nhưng với cái gói Night Package này thì các bạn sẽ thấy nó được sơn màu đen mờ luôn, và có thể nói là sơn cùng màu với lại cái màu sơn của xe luôn các bạn nha. À, logo chỗ này cũng là màu đen bóng luôn. Đó, có nghĩa là cái chiếc xe này nó được phối một cái màu đen cùng với lại cái màu chủ đạo của cái xe, màu chính của cái xe các bạn. Cho nên là các bạn nhìn thấy là với cái phiên bản mà Night Package 2 này trên cái chiếc xe G63 màu Black Night Magnol này á, thì nhìn nó rất là gấu luôn ha các bạn. À, ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem bên trong nội thất của cái chiếc xe G63 này, các bạn xem coi có khác gì so với là phiên bản tiêu chuẩn hay không nha. Thực sự các bạn, đối với cái xe G63 là đây là một cái chiếc xe mà gọi là cá nhân hóa, cho nên là với cái nhà máy mà sản xuất cái G63 này các bạn, thì nó có rất rất là nhiều những cái biến thể, có rất là nhiều những cái tùy chọn, coi như là mỗi xe mỗi khác thôi. Nhưng mà do ở thị trường Việt Nam mình các bạn, thì nếu mà đặt như vậy thì chờ rất là lâu, cũng như là không biết khi nào mới nhận xe, cho nên là thông thường là Mercedes-Benz Việt Nam các bạn sẽ đặt trước những cái chiếc xe này và tự coi như là chọn màu sắc bên ngoài, bên trong cũng như là những cái option luôn. À, cho nên là khi mà các anh chị khách hàng mà mua những cái xe này các bạn, thì thường là bên Duy sẽ bán những cái chiếc xe mà có sẵn. Đó, thì với cái xe màu đen mắt nồ ở bên ngoài và nội thất này là nội thất màu nâu truffle các bạn. Truffle là tên của một cái loại nấm ha, rất là đắt tiền, và nó có một cái màu nâu ha. Đó, thì cái ghế da này nó có tên là nâu truffle là như vậy. Đó, và các bạn cũng thấy là cái nội thất này nó cũng không có khác gì nhiều so với lại cái phiên bản tiêu chuẩn ha. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, nó khác ở điểm này. Đó, cái phần ốp gỗ các bạn. Cái phần ốp gỗ thì với chiếc xe này các bạn, thì được ốp gỗ màu đen mờ nè, có vân nè, khi mà chúng ta sờ vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là những cái đường vân gỗ nó nổi lên. Nhưng với phiên bản tiêu chuẩn đây là gỗ piano màu đen bóng ha. Đó, một điều nữa tiếp theo nữa các bạn, thì các bạn bây giờ sẽ mở lên cho các bạn xem ha. Thì đối với cái màn hình này thì chúng ta có thể là hát được tivi, bắt được sóng tivi các bạn nha. Đó, nghĩa là nó khác một chút xíu. Thì tất cả những cái xe ở đây các bạn, hầu như không có xe nào mở được đài tivi hết, nhưng mà riêng với chiếc xe này thì có cái bộ thu phát sóng tivi ha, cho nên là chúng ta có thể là sử dụng hát tivi được nè. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần vô lăng nè. Thực sự cái vô lăng này nó cũng không có khác gì so với lại cái chiếc G63 phiên bản tiêu chuẩn ở bên kia các bạn, y chang luôn đó. Và đối với chiếc xe bên kia các bạn thì ta lái được bọc da và bọc gỗ, nhưng đối với phiên bản này thì các bạn sẽ thấy là bọc da hết luôn, toàn cái xe luôn. Và vô lăng của chúng ta là vô lăng thể thao ha, vô lăng đi khách nè. Các bạn sẽ thấy là phía dưới là đáy băng nè, cũng như là phía này cũng có những cái gấp khúc nè. Khi mà các bạn lái chiếc xe này, các bạn sẽ cảm giác là cái vô lăng rất là thích ha, rất là đã luôn. Ok, còn lại thì tất cả những cái khu vực này hay là chế độ vận hành của xe,
hoặc là mọi thứ các bạn thì nó đều giống nhau thôi. Thật ra thì đặt option cho một cái chiếc xe các bạn thì chúng ta chỉ đặt được những cái phần mà về trang trí thôi, những cái trang trí thôi, ốp gỗ hoặc là da hoặc là một vài cái tiểu tiết nhỏ thôi, chứ chúng ta sẽ không có thay đổi nhiều ở trong cái phần thiết kế chính của cái xe ha. Xe của chúng ta thì vẫn được trang bị hệ thống âm thanh vòm Boommaster, cũng sẽ giống như là với cái phiên bản tiêu chuẩn thôi, chúng ta sẽ không có đặt thêm lo cho cái chiếc xe này các bạn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là khu vực ở dưới này chúng ta sẽ có cái điều chỉnh máy lạnh nè ha. Ở đây có hai cái hốc gió nè các bạn. Đó, ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó còn có một cái chỗ để chúng ta có thể lắp những cái thiết bị rời, chẳng hạn như là móc áo vest hoặc là có thể là màn hình, một cái màn hình hoặc là một cái giá để màn hình các bạn, một cái giá iPad chẳng hạn ha. Thì những cái phụ kiện này thì nó sẽ bán rời đó, không kèm theo xe. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem lại cái động cơ này một lần nữa nha. G63 của chúng ta thì sử dụng động cơ là 8 máy các bạn và 4.0 lít, công suất lên đến là 585 mã lực. Một cái chiếc xe rất là nặng nề như thế này các bạn, rất là to như thế này ha, công suất lên đến 585 mã lực thì các bạn biết rồi ha, nó rất là mạnh. Đó, và động cơ này được lắp ráp thủ công bằng tay, one man one engine, đây là cái triết lý của AMG rồi. Ha, chắc chắn là các bạn cũng đã biết ha, và cái anh kỹ sư lắp ráp cái động cơ này sẽ có cái chữ ký của tên anh ấy được gắn ở trên cái động cơ nè. À, và với chiếc xe G63 AMG màu đen mờ này các bạn thì hiện tại bên Duy vẫn còn xe. Nếu các anh chị khách hàng nào mà quan tâm tới cái chiếc xe này thì có thể là gọi trực tiếp với Duy ha. Và giá bán của chiếc xe này hiện tại là nó khoảng tầm hơn 12 tỷ đồng cho cái phiên bản những cái option như thế này. Đó, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái option tiêu chuẩn lại một lần nữa nè. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ khác một chút xíu ha. Đó, những cái chi tiết mà Di vừa mới chỉ cho các anh chị xem các bạn thì nó sẽ khác một chút xíu thôi so với cái chiếc xe phiên bản Nga. Đó, ok, để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe G63 hoặc là tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.